Nó phải quá. Mình đi vòng vòng đó đi sao? Yeah. Đối với anh em tụi tao ra phố có thằng nào có thể nào mà đi xa hơn. Ok, đây là Việt Nam Ngô Cao Hoàng Việt, không phải Nguyễn Vũ Sơn. Anh em còn đây và con cô đơn để con cần nhớ mấy thằng chó đó, mấy thằng ló ngó, mấy thằng cố gắng, mấy thằng khốn khó, mấy thằng rốn đó, mấy thằng chó đéo có đáng cố gắng chiến thắng được tao đâu. Ok, nhận tặng cho mình mày 12, 13, 14, 15 câu. Ok, thắng được tao đéo có, thằng chó đéo nào hết. Năm sau, ok, cho tất cả mấy thằng con chó này biết được hết tất cả mọi thứ tụi mày. Câm mau. Còn hỏi nhiều thứ lắm nhưng chẳng ai biết là tao cắt cổ mày giống như tắt cái cổ gà. Mày biết cái đéo gì đâu khi tao vẫn cứ hoài siết và lăng ngheo đi của tao vẫn còn đang rap và tụi tao biết mà vô. Nó nói vậy thôi chứ mà tao đang hứa là nghỉ rồi. Trời. Tay của tao không cầm bia nhưng tay chỉ mồi. Yeah, yeah, yeah. Tao đang muốn được ăn vì tao phê quá. Ok, uống cà phê đá. Nhưng mày thấy tụi tao rap như nói chuyện mày giống như cái máy quay trước mặt của tao đang đối diện mày. Có thể nào mà quên được tất cả những thứ mà tao đã thấy trong bao nhiêu lâu không ai. Có thể nào quên được tất cả những thứ mà tao đã nhớ, bao nhiêu thứ mà tao đã thấy, bao nhiêu thứ mà tao đã chém, mày không thể nào mà biết. Sao mày shit. Bên từ miền Nam anh em tụi tao đây là hàng thiệt. Ok, cho bao nhiêu câu. Ok, tất cả đây là hoàng việt. Thân thiết ai đâu biết. Ok, trippy. Yo, call me hoàng. Cuộc gọi từ Hoàng Việt. Ok, đêm nay tụi tao vào bàn tiệc quay MV. Còn trước mặt tao là thằng Nick. Ok, và bây giờ tao có vài lời chú thích. Nhưng mà tao lại không có muốn chơi cái beat này. Nhưng mà tao đồ má gãy. Giờ nói cho người ta được mày muốn. Giờ nói với tao cao bao nhiêu xuống. Giờ nói anh em tao vẫn còn cuốn. Giờ nói với tao bao nhiêu phiền muộn. Mày thấy bao nhiêu năm. Ok, chưa bao giờ dừng lại nhưng mà tao còn rap hoài cho mày thấy năm mấy con chó tụi mày mới cứng sau lưng tụi mày táp hoài như là cạp mãi như là được đô nan hay là ai đâu không có ai đâu biết mà mai sau thấy tụi tao bắn tụi bay bắn bằng bay đầu. Oh, wow, so lâu nãy